chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em test thử chất âm của một dòng súp rất tên tuổi, đó là dòng súp của Puler. Với dòng súp xịn này được hãng Puler cho sở hữu, nó là 2 bát 25, một bát cộng hưởng và một bát công suất. Nó là dòng này nên là chất âm của nó, là tiếng âm của nó là rất ấm nhá, rất uy lực luôn. Nên em đang test thử cho một bác khách. Và mời các bác đang xem video này thì các bác hãy cắm tai nghe để cảm nhận được chất âm của dòng súp Puler. Và với dòng súp này thì nó chạy điện 100. Nên là mạch của nó chạy rất xịn luôn nhá. Với công suất của nó là xịn của hãng Puler. Đấy, mời các bác hãy cảm nhận sức mạnh của dòng súp này. Và chất âm của nó thì quá tuyệt vời rồi. Rất chi là mềm tiếng và tiếng trống nó cắt xuống rất sâu.